Khi nghĩ đến việc để lại cho các con thoi, một tương lai không còn có thể giặc trên các bình nguyên châu Phi, và loài thế thể không còn lang thang trong các cư dân ở Việt Nam nữa, tôi cảm thấy thực sự buồn. Sẽ là chưa đủ nếu chúng ta chỉ ngừng sử dụng, ngừng thang, hay ngừng nhận quả là xung thế giặc hay xung hổ. Chúng ta còn cần phải nói cho gia đình và bạn bè chúng ta rằng những sản phẩm đó không chữa được bệnh, không làm thang đẳng cấp của bạn và không giúp gì được cho trái đất.